Hôm nay lên đồ đấy, hôm nay lên đồ thì hả? Đi mẹ mặc đúng kiểu ấy này. Đấy. Đây này, cao tí cho đẹp. Đấy. Đó. Để cái màu này không thật nhờ, tôi về màu thật nhá, để tôi về màu thật phát. Đấy, màu thật luôn. Cho ánh sáng lên tí. Đấy. Nóng quá nhưng mà sinh nhật mà. Sinh nhật. Mặc tí vào việc. Đéo có thắt lưng mày con vợ. Dài không nhỉ? Mẹ ơi. Cái này chắc phải mặc vạt bên rồi mới đẹp. Quay 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 đây. Và vạt bên nhìn hư. Hơi bị ngắn. Tờ tí ra số gương chuẩn. Ui. Sao không có lút tời vậy mọi người, lút gì lạy bà ơi. Mặc xịp đi cho đẹp. Đấy. Mày có tí điệu hả? Bốn ca mắt. Bốn ca mắt thì ông ấy có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Đỉnh điểm nhất của tôi lên hai mấy nghìn mà. Mọi người cơm cháo gì chưa? Nhìn em ok đấy. Ăn cơm cho anh ơi. Ok đấy, không cô nào theo anh ạ. Buồn quá. Em phải đi sinh nhật kiểu mình này, lẻ loi này, cô đơn quá. Đấy, mọi con vợ nhìn tôi nghệ thuật không? Đeo dây phát là ăn luôn, mà cái dây đều bài tí nhá. Đeo phát ăn luôn, đấy, nó có cái gì. Nhớn nè. Cá lô tê vê nè. Dây anh là vàng trắng à? Ờ em ạ. Mãi bên nhau đang hot lắm anh ơi. Ôi trời ơi, hot thì lo lẽ đi thôi. Tay đeo đồng hồ nữa em. Tay em bé lắm em không đeo đồng hồ. À đồng hồ đắt lắm. Có lẽ quăn căn hơi bị trợ. Đấy là mỗi hai nó đâu nhỉ? Mẹ cái này nó ở đây mà mình cứ đi kéo vào kia mà sao? Lộn đầu tu. Một khi nó làm bằng cảm nhận thì nó khác luôn. Đấy. Và đéo biết lên mặc con này hay mặc con kia nhỉ? Tôi có hai con không ạ? Bây giờ tôi không biết mặc con này nào rồi. Biết mặc con này hay mặc con gen thì nhỉ? Mặc mẹ con này, có con ảnh mới cho đây. Tôi thỏ chân mạnh quá. Ôi lại chỉ trắng này. Quần đen thì chỉ trắng vào đây. Khâu quần.
Ôi thấy luôn, không biết bao nhiêu năm rồi tôi mới đụng một quần này. Cái thật. Chết mẹ quần. Mấy con vợ xem được không quần đâu. Con vợ là mua thuốc gì thì cứ inbox đi nhá. Này, đứt một cái dây này. Đây à. Ủa. Đéo được. Khâu này bao giờ còn đẹp này. Đâu có trang xem. 3.700 người không đang xem tôi khâu quần. Mấy con vợ nhìn khâu quần đỉnh luôn. Khâu vá tạm thời thôi. Mình là mình theo thuộc cái top người gọi là không làm được, không kiên trì được. Tôi làm cái việc gì tôi không thể kiên trì được ấy. Nhưng mà có việc thì tôi sẽ kiên trì. Việc mà ấn ấn đây này tôi sẽ kiên trì. Cái việc mà nó cần thời gian ấy tôi sẽ làm được. Còn mấy cái việc như kiểu khâu khâu này tôi dám làm được. Khâu luôn không sai. Wow. Này có hai cái đấy nhỉ. Cứ đéo phải tắm. Tắt lút nó cũng phải đẳng cấp luôn. Để lại là vào việc luôn hay. Ui. Rồi. Đưa đưa bác anh. Bốt mình đâu rồi nhá? Đưa anh đưa bốt này này. Lên đồ đây, lên đồ đây. Phố lên đèn là mày lên đồ. Bỏ đèn. Vâng, đéo biết cái quần này đi vào cái bốt này có hợp không. Thôi cứ thử. Bộ này là bộ tôi mua về 2 tháng rồi. Bây giờ tôi một có dịp mặc. Giày thì tôi mua từ trong Tết rồi. Bây giờ tôi mới có dịp tôi đi rồi. Ủa, luôn. Bây giờ tôi mới có dịp dùng bộ này. Ai à. Để bé có hợp không? Cái sủi được luôn. Ông là ông được luôn. Rồi. Được các con vợ ạ. Được ạ. Được của nó lắm. Cái hai mấy trái nước này nữa. Kỳ lần này. Mày đừng nói Nga Đen ạ. Mày đừng nói gì hết. Mày phải để cho những cái người mà chưa có người yêu hay đang những người đang đi tìm người yêu. Mày có một cái gì này, nó khác lạ chứ mày cứ bớ vẩn. Chân mới mổ xong bây giờ đi nó vẫn bị tập rãnh mà mọi người ơi. Nó vẫn kiểu lệch cạch ấy. Trượt chân phát là rụng lơ luôn. Đấy. Rồi ngon dài rồi. Đôi tôm. Đấy quần này đồng màu chất luôn. Đó. Đưa rồi. đôi vừa sạc đất. Em ơi đi tất tiền thì có ai nhìn mình đâu mà mình chả thế. Với cả chân anh bé lắm nên anh phải đi tất đó. Phải đi tất đấy chứ. Đấy.
thắng họ là thơm rồi. Sân la sân la sa hư sen si lê sô. Quần mà hơi rộng. Thôi kệ ông chân tí cho nó to. Nhìn nó hợp không nhỉ? Nhìn hợp không? Ôi, lên đường ơi, chào mọi người nhá, bye bye.